Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với Thường Tính. Rồi tôi tiếp tục mở hộp món đồ từ một sự PV. Giá là 77.500 cả ship đây nha. Thì tôi mua thì gồm 4 sản phẩm. Đó là cái dây đeo cao su Mi Band 4 nguyên bà. Tôi mua hai loại giống nhau nhé. Màu 1 màu trắng, 2 là màu xanh đậm, 3 là màu đen này. Đó. Và mình dán màn hình của Mi Band. Tôi mua để cho đủ đơn hàng để tính phải ship, nó cũng ship tầm khoảng hai mấy k, tổng cộng là 77.500 k. Thế tôi sẽ mở hộp nha, tôi sẽ về thay cái dây Mi Band của tôi. Đây. Dây khá mềm. Đây là một cái màu trắng, một cái màu gì nhỉ, màu xanh đậm, và một cái màu đen. Và một cái dán màn hình. Dán màn miếng dán màn hình Mi Band 4 nhé. Tôi mua Mi Band 4. Đây có lau này. Đây. Cái này ta cũng lau như kiểu điện thoại, xong rồi dán bước 1, bước 2 dán y hệt điện thoại thôi. Cái này nó còn bé, dán dễ hơn đi các bạn. Ta móc theo chiều này và dán vào được. Như này. Như này và dán vào được. Xong ta đã bóc lớp trên thì nó sẽ trong như cái cường lực ấy. Cái này không phải cường lực, nó chỉ chống xước thôi chứ không chống như kiểu cường lực kia nhá. Rồi, video mở hộp xin tạm dừng đây. Còn các bạn muốn mua cái giá rẻ sản phẩm 3 cái này, giá rẻ 4 cái này, giá rẻ này, các bạn bấm cái link mô tả video bên dưới nhá. Mình xin tạm dừng video đây, các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhá. Chào các bạn.